Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Tháng này thì mình làm khá nhiều những video về những cái mẫu tai nghe. Và một trong những cái tai nghe mình rất là thích, mình làm vài cái video rồi, chính là con Huawei FreeBuds 3 này. Thì mình cũng đã có video mình chia sẻ nhanh những cái trải nghiệm của mình có. Mình đã có video so sánh nó với cả một cái sản phẩm cùng tầm, đấy là con Apple AirPods 2. Mà ngày hôm nay thì mình xin được đánh giá cụ thể hơn, chi tiết hơn về những cái trải nghiệm mà mình có, với những cái điểm mạnh và những cái điểm chưa thực sự tốt của cho lắm của cái mẫu tai nghe này của con Huawei FreeBuds 3 này, và để giúp các bạn có một sự lựa chọn tốt hơn cho cái tầm giá chính hãng của nó thị trường Việt Nam nhé. Mức giá niêm yết thì nó vào khoảng tầm hơn 4 triệu, thế nhưng mà tại 7S khi mà trừ đi rất nhiều những cái ưu đãi kèm theo này nọ, quà tặng các thứ, thì mức giá cuối cùng các bạn phải bỏ ra chỉ loanh quanh vào tầm khoảng hơn 3 triệu mà rồi. Hơn 3 triệu chúng ta có một cái tai nghe thương hiệu tốt, có chip xử lý thông minh, có thao tác chạm gõ các thứ rất ok, có luôn cả tính năng chống ồn chủ động và chất âm của nó rất là tốt. Thế thì nó có xứng đáng để mua hay là không? Thì đây sẽ là những chia sẻ kỹ hơn và những cái đánh giá kỹ hơn của mình về cái mẫu tai nghe này. Bắt đầu luôn trong video ngày hôm nay nhá. Thế thì tại sao mình lại đánh giá cao cái mẫu tai nghe này? Có hai vấn đề mà các bạn sẽ cần phải lưu ý. Một, đấy là từ trước đến giờ mỗi khi nhắc đến những chiếc tai nghe earbuds, tức là cái dạng tai nghe mà gài vào tai á, để chúng ta có một cái cảm giác đeo dễ chịu, và quan trọng hơn cả là nó không bị cấn sau một khoảng thời gian mà chúng ta đeo lâu, đeo hàng ngày, thậm chí là đeo để mà các bạn đàm thoại âm thanh các thứ, thì luôn luôn các bạn sẽ nghĩ đến Apple AirPods, bởi vì nó là một cái tượng đài trong cái làng tai nghe theo kiểu dạng earpod như thế này rồi. Và nếu như các bạn mà cần một cái tai nghe có cảm giác đeo thoải mái và đeo dễ chịu, đeo hàng ngày như thế, thì chỉ có Apple AirPods mà thôi. Nhưng đây sẽ là sự lựa chọn thay thế một cách hoàn hảo. Và vấn đề số 2, đấy là với những cái mẫu tai nghe như thế này này, thì chúng ta luôn luôn gặp một cái vấn đề gọi là chất âm không thực sự quá tốt. Và AirPods nó là một cái ví dụ điển hình của cái vấn đề đó. Thế nhưng với cái mẫu FreeBuds này, nó cũng đã thay đổi đi cái vấn đề này. Chúng ta đã có những cái trải nghiệm âm thanh tốt hơn, và đấy cũng chính là thứ mà mình thực sự rất thích trên cái mẫu tai nghe này. Và bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn. Nói về cái thiết kế của cái hộp sạc này đi, thì nó một hình tròn, gọn, nhẹ, mang đi mang lại rất là dễ dàng. Thậm chí là với cái kiểu hình tròn như thế này này, thì các bạn cũng không bao giờ phải quá đắn đo đến cái việc đấy là nó có vừa vào hốc này hay không, nó vừa hốc kia hay là không. Nó rất gọn, nó rất nhẹ, và chúng ta cũng không bao giờ phải đắn đo quá nhiều đến cái việc đấy là cầm như thế này đã đúng hay chưa, chiều này đã chuẩn hay là chưa. Hay một trong những cái chi tiết khác nữa chính là cái phần nắp như này, nó rất là cứng chắc. Bình thường nếu như là AirPods, các bạn sẽ không thể nào đặt được trên mặt bàn theo kiểu mở rộng ra như vậy. Nhưng FreeBuds 3 thì khác. Hay là thậm chí chúng ta cũng có cái tính năng sạc không dây, vốn là một trong những cái tính năng mà con AirPods 2 phải bỏ ra thêm tới hơn 1 triệu để mà chúng sử dụng được. Cái này thì built-in sẵn luôn với mức giá chỉ hơn 3 triệu. Thì đây đều là những cái option mình đánh giá rất là cao trong cái tầm giá này. Hay là nó có cái cổng USB Type-C, vốn là một trong những cái quen thuộc rồi, nên ok cũng sẽ bỏ qua luôn. Nó cũng sẽ có một cái thời gian sạc rất nhanh để giúp các bạn có thể kích pin cho cái mẫu tai nghe này một cách tốt hơn, để giúp chúng ta nghe nhạc được lâu hơn, thoải mái hơn. Hay cái thời lượng pin á, thì thật lòng mà nói mình không rõ là nó được bao nhiêu tiếng, nhưng mà thực sự là nó rất là lâu, lâu một cách kinh khủng luôn. Và thường là mình không bao giờ mình quá đắn đo đến cái vấn đề gọi là thời lượng pin trên cái mẫu tai nghe này. Tại vì mình nghe như thế này, đeo vào, nếu như mình nghe nhạc liên tục thì nó được vào khoảng tầm 4 tiếng, hơn 4 tiếng. Nhưng nếu mà mình nghe để mà đôi khi mình nghe điện thoại chẳng hạn, thì cứ nghe chờ như thế này tôi có khi đeo cả ngày không hết. Rồi đến lúc mà gần hết pin rồi, chúng ta đeo lại vào cái hộp sạc này, nó cũng sạc lại một cách cực kỳ nhanh luôn. Đó, thì đó chính là những cái điểm cộng về cái mặt trải nghiệm sử dụng mà con FreeBuds 3 này mang lại. Vậy thì những cái tính năng thông minh các bạn có gì? Thứ nhất là nó có tính năng chống ồn chủ động. Nghe thì rất là vô lý, tại vì một cái tai nghe theo cái dạng earbud như thế này thì không thể nào các bạn đeo khít vào cái phần hốc tai để chúng ta khử ồn được. Thế nhưng mà sau vài ngày mà mình sử dụng thì mình vẫn phải công nhận một điều, đây là tính năng khử ồn chủ động của con FreeBuds 3 này hoạt động ok. Khi mà chúng ta chấp nhận đến cái vấn đề đeo một cái earbud thì sẽ không thể nào ôm fit tai được, thế nên cái vấn đề mà chống ồn bằng phần cứng, tức là chống ồn bằng cái thiết kế của tai nghe là không. Vậy nên nếu như các bạn muốn khử bỏ đi một vài những tiếng ù ồ ồ khó chịu trong một vài những môi trường nhất định, ví dụ như là các bạn đi xe, các bạn ngồi trong xe ô tô, hay là các bạn ngồi phòng chờ máy bay, các bạn ngồi trên máy bay chẳng hạn, thì những cái tiếng động đó khiến cho các bạn thực sự rất là đau đầu, thì cái này nó sẽ khử đi được một phần.
Mình xin nhắc lại, chỉ khử được một phần mà thôi, các bạn sẽ cảm thấy nó giảm xuống một cách rõ rệt về cái vấn đề này. Tức là nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy dễ chịu hơn và thưởng thức những cái bài nhạc một cách tốt hơn. Nhưng cái điểm yếu của nó chính là nó không thể nào khử được hết. Và trong một vài trường hợp, ví dụ như mình đang đi như này, mình đang đeo mà mình chỉ cần động vào một tí, cái phần tai nghe này nó không ôm phần hốc tai giống như ban đầu nữa, thì cái tính năng chống ồn kia tự nhiên bị ngắt quãng một khoảng thời gian, sau đó các bạn gài lại thì nó mới ok. Và một trong những cái điểm yếu khác nữa chính là vấn đề mà các bạn đi ra ngoài đường ạ, thì gió nó tạt vào, cái tính năng khử ồn này nó cũng sẽ khiến cho cái tiếng gió bị cảm giác như kiểu nó réo vào tai, cũng thực sự rất là khó chịu. Thì đó chính là những cái điểm chưa thực sự tốt cho lắm về cái tính năng chống ồn chủ động trên cái mẫu tai nghe này. Nhưng mình xin được nhắc lại, nếu như các bạn mà hay phải đi ô tô, nếu như các bạn hay phải đi máy bay, hay các bạn hay phải ngồi những nơi đông người mà không có gió quá nhiều ạ, thì cái tính năng khử ồn này cũng sẽ giúp cho các bạn một phần. Mình sẽ nhắc lại chỉ là được một phần thôi, mà nó vẫn có, nó vẫn tốt hơn là không. Và đấy là một trong những điểm cộng nhất định. Còn nói về chất âm thì tai nghe này thực sự nó mang lại cho mình một cái chất âm tốt, tốt về cả ba giải trong cái tầm giá, quan trọng hơn cả nó là earbud. Âm mid rất trong, rất sáng, nghe giọng hát của ca sĩ lên rất có chiều sâu. Các bạn bây giờ mà nghe cái bài OST trong phim Mắt Biếc của Phan Mạnh Quỳnh nhá, có chàng trai viết lên cây á, thì nghe giọng Phan Mạnh Quỳnh thông qua cái mẫu tai nghe nó thực sự rất thích. Nghe nó da diết, nghe nó có hồn và nghe nó có thể truyền tải được gần như là trọn vẹn được cái tâm tư tình cảm của ca sĩ vào đây. Nó không hề bị méo, nó không hề bị thô hay nó không bị kéo xuống tối một chút nào, và âm thiên sáng nghe rất dễ chịu và thích thú. Rồi âm cao thể hiện chi tiết một cách rất tốt, âm trường rất đã. Đây đều là những cái tính năng gọi là quen thuộc của những mẫu tai nghe earbud như thế này rồi. Thực sự rất khó để miêu tả về cái âm thanh, bởi vì kiến thức của mình miêu tả về âm thanh nó vẫn chưa có nhiều, mà quan trọng là các bạn nên trải nghiệm thực tế, thì cái tai nghe này nó hơn hoàn toàn so với AirPods 1 và AirPods 2. Và cái điểm nhấn của nó, âm bass earbud nhưng lại mang cho mình một cái âm bass rất tốt. Đó, thế nên các bạn mà có chăng quẩy một vài những cái bài nhạc theo kiểu dạng EDM, Future House, như là cái bài gì nhỉ, Đi Ru Đưa Đi này, hay là bài Đây Là Một Bài Hát Hay của Jun Phạm gì đó, thì nghe cũng khá là thú vị, nghe những cái đoạn drop đập xuống rất là thú vị luôn. Ok, nói chung là ổn trong cái tầm giá này. Thế nên chốt lại với cái mẫu Huawei FreeBuds 3 này, các bạn có thể thấy nó là một cái tai nghe đề cao rất nhiều thứ. Ví dụ như là sự thông minh, ví dụ như cái tính năng chống ồn chủ động, ví dụ như cảm giác dễ dàng khi mà đeo lên tai, hay ví dụ như cái vấn đề dễ chịu khi mà đeo lâu, đeo hàng ngày, thì nó không hề khiến cho tai của các bạn bị đau, bị khó chịu một chút nào. Trước đây các bạn thường nghĩ đến những chiếc AirPods khi có cái nhu cầu như vậy, nhưng bây giờ thì không. Huawei FreeBuds 3 là một sự thay thế thực sự rất hoàn hảo cho chiếc Apple AirPods như vậy. Nó quan trọng hơn cả, tương thích thực sự rất tốt với bất cứ một chiếc điện thoại chạy Android nào. Và các bạn nghĩ sao về Huawei FreeBuds 3? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nha. Đừng quên là tham khảo mức giá tại Xiaomi.net thông qua link phía bên dưới phần mô tả video. Trừ hết quà tặng, trừ hết mọi thứ đi thì mức giá sẽ chỉ còn hơn 3 triệu mà thôi. Link sẽ phía bên dưới phần mô tả video, mình sẽ ghim comment để các bạn tiện theo dõi hơn nha. Còn bây giờ thì bye.